khán giả đang cùng đến với chương trình Quyền Năng Phái Đẹp, một chương trình truyền hình dành riêng cho chị em phụ nữ và được phát sóng vào lúc 19:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình được thực hiện bởi đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Pink House. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón những vị khách mời đặc biệt của ngày hôm nay. Đầu tiên hãy cùng chào đón tiến sĩ xã hội học, chuyên viên tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy. Hai vị khách mời còn lại cũng là những nhân vật rất là quen thuộc với mọi người, mọi nhà. Chúng ta sẽ cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Cát Tường và đạo diễn, diễn viên Quốc Thuận. Hôm nay là một chủ đề em nghĩ nó cũng... Chà, thở dài quá vậy. Sao thở dài? Đó là câu chuyện về những người có thể đối xử rất là tốt với những người bên ngoài. Nhưng mà đối xử với gia đình mình thì lại không hay cho lắm. Vì đã là người thân, thành ra là người thân sẽ luôn bao dung với mình. Người thân sẽ không bao giờ trách cứ mình và không bao giờ bỏ mình. Cho nên thôi đối xử sao cũng được. Và riết như một thói quen luôn. Đúng. Còn rồi, người lạ, nếu mà mình cư xử không lịch thiệp thì người ta sẽ đánh giá không tốt về mình. Mình sẽ ảnh hưởng mối quan hệ. Sự bao dung của người thân chúng ta dù có rộng lớn đến mấy, nhưng mà nó cũng sẽ có một giới hạn, một chừng mực nào đó thôi. Bây giờ sẽ là tình huống đầu tiên. Trời ơi, may quá có sếp. Sếp cứu em một bàn thua trông thấy luôn á. Dạ. Dạ, nếu như mà không có sếp là em chết rồi sếp. Dạ 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 dạ, em biết rồi. Có gì ngày mai em lên công ty mời sếp đi ăn nha. Dạ. Nói chuyện với ai mà vui quá vậy con? Ai. Mẹ mới xách đồ ăn qua cho con nè. Trái cây nha, của thím Sáu mới dưới quê lên gửi nè, một giỏ luôn. Để nhà ăn đi rồi mang qua đây làm gì, tụi con đâu có ăn uống gì đâu. Sao không ăn? Con không ăn thì vợ con ăn. Cái đống tủ lạnh đó đi, ăn từ từ. Vợ con đi công tác 2 tuần rồi, 2 tuần sau mới về. Ủa, sao tự nhiên quạo quạo với mẹ vậy? Con đang stress công việc lắm luôn á. Trời đất ơi, cái thằng này. Mẹ lo cho con, mẹ thương con. Đem qua đây cho con ăn, người tự nhiên thấy mặt không vui vậy. Lãng nhách à. Nhưng mà tụi con không có ăn là cái thứ nhất, cái thứ hai là con đang bận quá bận luôn. Cũng hơn là có nhờ anh sếp của con đó, không thôi là con mất việc rồi. Trời ơi trời ơi, cái gì vậy? Nhà cửa gì mà bề bộn vậy con? Mẹ vô mẹ dọn cho. Mẹ ngồi đi. Cái nhà của con để con dọn. Cái thằng này nó làm sao ta? Mỗi lần tôi qua đây làm như nó không có thích nữa sao? Lúc nào cũng quạo quọ với mẹ làm sao? Con vô nghỉ ngơi á, có gì mẹ về, mẹ đóng cửa không con nha. Không hiểu tôi với nó có bị cái nghịch tuổi nghịch gì không mà nó cứ cáu gắt quạo quọ với người trong nhà, không hiểu nữa. Chúng ta vừa theo dõi tình huống đầu tiên, hãy cùng lắng nghe ý kiến của khán giả về tình huống này ạ. Mời bạn. Qua tình huống vừa rồi thì tôi nghĩ là con cái thương cha mẹ qua hành động, qua cách báo hiếu. Con cái cáo bận vì lý do ngoài xã hội cho nên người thân trong gia đình sẽ không có để bụng đâu. Mời bạn. Tôi nghĩ là trong công việc mà ai gặp rắc rối thì cũng sẽ cư xử như chàng trai đó trong tình huống vừa rồi. Tại vì mình không biết kiềm nén cảm xúc thì mình sẽ làm cho người thân mình và bạn bè của mình buồn lòng đó. Chúng ta lắng nghe thêm một ý kiến nữa ạ. Mời bạn. Trong cái tình huống vừa rồi em thấy mình rất là giống như cái anh chàng đó. Em thì rất là hay thường xuyên bực bội mỗi khi mà công việc em có trục trặc, có vấn đề. Nhưng mà may là bố mẹ em hiểu tính em cho nên em thấy cũng không sao. Khi mà xem cái tình huống vừa rồi á thì Cát Tường lắng động lại một chút xíu. Nghĩa là khi mà mình có bị stress hoặc mình bị áp lực trong công việc thì không phải là chỉ có ba mẹ mình, mà bất kỳ người nào ở xung quanh mình đều phải hứng chịu cái sự cáu gắt của mình. Chứ Tường thì không có phân biệt ra cái đó là ở người ngoài hay là cái đó là ở trong nhà. Ví dụ hôm nay Tường đang bực bội mà Quốc Thuận tới nói chọc ghẹo thì Tường cũng sẽ bực mình với Quốc Thuận. Tuy nhiên là cái sự bực bội đó nó có chỉ một chút xíu à. Bị stress á thì không biết người khác sao, với Tường là Tường sổ một cái xong á mình sừng lại liền. Có nghĩa là mình biết rồi, mình thấy mình lố rồi là tự động mình dịu lại. Thật sự mà nói tôi cũng đã từng trong trường hợp như thế này. Đó là cái giai đoạn mà mình ở gần cha, gần mẹ, ở dưới quê á. Lúc đó mình còn rất nhỏ nha. Hay về nhà hay lớn tiếng với mẹ mình lắm. Tại vì ý lại mình là con trai một, ba mẹ rất là thương. Dù như thế nào và tôi có hành động như thế nào thì ba mẹ tôi vẫn rất là thương tôi. Cho nên chính vì cái suy nghĩ đó của Thuận, mình tự cho phép mình có quyền có những cái hành động và có những cái lời nói mà có thể rất nhiều lần mà thậm chí là vô số lần làm cha mẹ mình tổn thương. Nhưng mà đến khi mà mình lên trên thành phố học, rời xa cha mẹ rồi thì lúc đó mới thấm thía được những cái việc mà mình làm như vậy là hoàn toàn sai. Tôi đã làm tổn thương cha mẹ tôi rất nhiều lần mà tôi không biết. Những cái lúc mà chúng ta bị stress,
bị khó khăn trong công việc hay bị trở ngại về một vấn đề đó, các bạn có hiểu rằng là khi chúng ta được sự quan tâm đó là một điều may mắn, mà nhất là sự quan tâm đó từ phía cha mẹ của mình thì đó là những điều vô cùng may mắn. Còn nếu trường hợp người mẹ không nhịn, đấy thì trời, nhà tôi toàn là những người gọi là điệu disco với điệu rap không à. Tường nhớ lúc đó là cách đây khoảng tầm 10 năm, là Tường cũng 35 tuổi chứ ít gì. Đó là một cái tát tay cuối cùng mà Tường nhận cho đến tận bây giờ. Wow. Là lúc đó là chị là mẹ đơn thân, thì không biết cái câu chuyện tranh cãi lúc đó là cái gì. Nói chung là chị đang cáu gắt cái gì, mình cũng lúc đó làm ăn kinh doanh, nhưng mà đại loại là mình không có cùng chung cái quan điểm của mẹ của mình. Sau khi mà Tường bị cái bập tai đó thì là hai mẹ con không có nói chuyện với nhau, không có tương tác với nhau. Lúc đó là Tường vẫn sống với mẹ, vì mẹ lo cho con gái của mình giùm, vẫn hàng ngày đi làm, ăn uống, sinh hoạt. Nhưng một tháng trời hai mẹ con không có tương tác với nhau, mà cái không khí trong nhà nó rất là căng thẳng. Mình biết mẹ mình rất buồn, nhưng mà mình thì cũng bị tự ái và mình cũng bị tổn thương. Sau đó thì Tường là cái người đã chủ động để làm hòa với mẹ trước. Có những cái gia đình á, người ta quen cái cách thể hiện tình cảm bằng lời nói là mẹ thương con hay mẹ yêu con, nhưng mà có những gia đình không có thể hiện cái tình yêu bằng lời nói mà chỉ bằng hành động thôi. Cho nên để mở miệng ra mà nói là con xin lỗi hay là mẹ xin lỗi hay là con cảm ơn thì nó rất khó. Nhưng mà sau đó thì Tường là cái người chủ động làm lành với mẹ, rồi mua này mua kia cho mẹ ăn và đưa mẹ đi đây đó. Và sau này thì khi mà kể lại câu chuyện đó là giống như một câu chuyện hài hước của gia đình vậy đó. Nó là cái câu chuyện đó bây giờ thành câu chuyện vui. Nhưng cái thời điểm 10 năm trước đó là một cái câu chuyện gây một cái sự tổn thương cho cả mẹ lẫn con. Và nó kéo dài một tháng trời. Khi mà chúng ta đã có gia đình riêng của mình hoặc thậm chí là có con cái thì chúng ta sẽ biết suy nghĩ lại và chúng ta sẽ tự kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Chứ còn cái cảm xúc mà nóng giận hay là bị cáu gắt hay bị stress thì ai cũng sẽ trải qua hết. Nhưng mà quan trọng là mình phải ý thức được là cái mức độ như thế nào và mình phải biết nhìn nhận lại cái sự xả stress đó nó ảnh hưởng như thế nào đến cái tâm lý của cái người thân của mình và đặc biệt là ba mẹ của mình. Nhiều người ta cho rằng là cho tôi sống thật một chút đi. Kiểu tôi cũng đã phải làm quá nhiều vai trò ở ngoài xã hội rồi, bây giờ cho tôi về nhà, người thân của tôi là người hiểu tôi hơn ai hết, cho tôi thoải mái đi. Chứ bây giờ về nhà mà cũng phải đóng vai đẹp nữa thì tôi quá mệt. Liệu là suy nghĩ như vậy thì nó có đúng không chị Thúy? Nó rất là thực tế luôn. Nếu như mà sống thật được như chị Cát Tường á thì ok, có thể lúc vui tôi thế này, lúc buồn tôi thế này, và với ai tôi cũng như vậy, tôi sống thật. Nhưng mà như Ốc Thanh Vân nói cũng có lý, vì có những người họ cho rằng là họ sẽ đóng những cái vai khác nhau trong xã hội và với người ngoài họ xã giao. Họ xã giao để họ được gì? Họ được thể diện này, họ được đánh giá cao này, họ được thu lại những quyền lợi này. Nhưng mà về nhà đúng là người ta muốn sống thật với con người họ, nhưng họ quên mất rằng cái quyền sống thật là của mình, nhưng mà cái tổn thương của người thân thì là có thật đấy. Tôi đồng ý với anh Thuận rằng khi mà chúng ta còn trẻ đó, chúng ta giống như là trẻ người non dạ ấy, chúng ta dễ nổi xung lắm và chúng ta dễ giống như xù lông nhím lên với người thân lắm, vì người thân yêu chúng ta nhất. Nên chúng ta được chiều quen rồi, chúng ta được người ta bỏ qua quen rồi, cho nên chúng ta thành một cái thói quen. Và đặc biệt có một cái lý do nữa, đó là cái cách mà chúng ta thể hiện tình yêu thương trong gia đình nó không có được dạy từ bé. Con giận thì con phải làm gì để bố mẹ không có buồn lòng? Khi con yêu ba mẹ thì con phải bày tỏ như thế nào? Cái cách mà chúng ta bày tỏ tình yêu thương chúng ta không có được gọi là huấn luyện á. Thành ra là chúng ta hành động theo bản năng nhiều quá. Thì một trong những nguyên nhân mà tại sao người ta lại dễ làm tổn thương người thân là cái cảm xúc của họ với người thân nó là một cảm xúc thật. Và đôi khi có thể là những cái mắc mưu trong quá khứ của cái người đó nữa. Những cái buồn vui, những cái trải nghiệm trong quá khứ nó tác động đến cái giây phút đó. Ví dụ như là người con trai có thể bực bội người mẹ hay than phiền về nhà cửa của mình lâu quá rồi. Hôm nay nhân là mình đang bực với ông sếp, thế là mình bùng nổ với người mẹ. Còn người ngoài thì sao? Chúng ta quen xã giao với nhau, người khác cũng không làm khó chúng ta cũng không làm khó người khác. Và cái quá khứ ấy, nó không có liên quan đến nhau, cái tương lai nó không liên quan đến nhau, nên chúng ta thường không có chấp nhận nhau, chúng ta không dính mắc vào nhau nhiều, cho nên chúng ta không có thường để lâu cái cảm xúc đó trong lòng, nên chúng ta không bùng nổ người ngoài nhiều đâu. Để mà phân tích vấn đề này thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, và từ những cái ca mà tôi đã tham vấn thì tôi thấy là thường chúng ta bị một cái bệnh, đó là chúng ta quên mất rằng người thân yêu nhất của chúng ta mới là quan trọng nhất, thương chúng ta, chăm chúng ta và ở với chúng ta lâu nhất, nhưng mà chúng ta lại chủ quan nhất, chúng ta lại muốn sống thật một cách rất là bản năng. Và chúng ta quên đi cái cảm xúc của người thân. Thì đấy là cái nguy hiểm nhất của cái thói quen này. Đây là một cái quá trình mà chúng ta phải rèn luyện rất là nhiều. Hay quá. Có rất là nhiều những hậu quả có thể xảy ra nếu như mà chúng ta giữ cái thói quen không có tốt này. Có nghĩa là tự mình phải chấn chỉnh thôi. Và ví dụ có lỡ phạm cái lỗi này thì phải biết lỗi, xin lỗi người thân cũng đâu có mất mát gì đâu, và thay đổi.
lần sau mình sẽ cố gắng mình điều chỉnh cảm xúc của mình tốt hơn. Bây giờ thì xin mời quý vị khán giả cùng các khách mời hãy cùng chúng tôi đến với tình huống thứ hai. Chồng ơi. Sao em nói đi. Lát anh làm xong á, em nói chuyện với anh chút nha. Rồi, có chuyện gì em nói đi. Tại vì hôm qua em đi công tác về, em có ghé nhà ba mẹ, em biếu chút quà. Xong rồi em nghe mẹ nói hình như là hôm bữa có chuyện gì mà sao anh nói chuyện cáo gắt với mẹ hả? Mẹ buồn mấy ngày luôn á. À rồi rồi rồi, nhớ rồi. Trời khổ quá, biết sao không? Hôm bữa là hả công chuyện của anh á, nó gặp rắc rối. Cũng may là có sếp đứng ra dàn xếp giùm anh á, chứ không thôi là anh mất việc luôn rồi đó. Chuyện gì thì cái đó là chuyện ở bên ngoài, anh phải giải quyết xong chứ về nhà sao mà lại bực bội với mẹ được. Anh đâu có nạt mẹ đâu, trời đất ơi. Em nghĩ sao anh dám làm vậy, anh cấu có đi xíu à. Rõ ràng mẹ lo cho mình là cái chuyện bình thường, mà anh quạo chuyện công việc đó là công việc. Còn cái về nhà tự nhiên cái anh đem anh chút vô trong người ba mẹ mình sao được. Anh làm vậy anh tổn thương những người thân của mình đúng không. Một ngày anh ra đường anh phải diễn 1000 cái vai. Anh phải đeo 7749 cái mặt nạ để công việc của anh nó hạnh thông, nó suôn sẻ. Nhà là cái nơi để anh được thể hiện cái tôi của anh. Bây giờ em muốn anh là phải diễn cái sự thân thiện với mọi người nữa hả? Trời ơi, chồng ơi, ý em không phải là em bắt anh phải diễn ở nhà. Nhưng mà anh nghĩ đi, tại sao ra ngoài đường anh có thể vui vẻ, anh có thể nói chuyện ngon ngọt với mọi người, mà anh về nhà, anh đem cái sự bực tức của công việc đó ở ngoài đường, anh đem về anh trút cho ba mẹ. Trong khi ba mẹ mình lớn tuổi rồi, ba mẹ đâu có sống đời với mình đâu. Bây giờ niềm vui của ba mẹ đơn giản là sống hạnh phúc với tụi mình, với con cháu. Mà tự nhiên cái anh cứ cái chuyện gì đâu đâu, anh đem về nhà, anh nạt nộ rồi anh cáu, anh trút vô ba mẹ mình. Anh thấy vậy anh có vô lý không? Anh hiểu ý em rồi, nhưng mà tính anh đó giờ không có tính anh, tính em gì hết trơn á. Cái tính đó không có được. Anh phải thay đổi, anh phải suy nghĩ lại đi. Một lát anh đi chung với em qua xin lỗi ba mẹ đi. Mẹ buồn dữ lắm luôn. Em gọi điện cho mẹ đi. Em gọi điện cho mẹ đi, tí hồi nữa hai chồng mình qua bển. Để em liên lạc mẹ. Đó là tình huống thứ hai của chúng ta. Mà mẹ mà thấy hai con qua kèm với lời xin lỗi như vậy, và thái độ của con trai mình thay đổi, thì mẹ sẽ rất là hạnh phúc. Chúng ta sẽ lắng nghe thêm ý kiến của các khán giả. Mời bạn. Tôi nghĩ bản thân chúng ta là cân bằng giữa gia đình và xã hội, và hạn chế mang những rắc rối về gia đình để tránh làm ảnh hưởng tới không khí trong gia đình. Mời bạn. Tôi đồng ý với cô vợ trong tình huống vừa rồi, tại vì gia đình mới là bên mình đến suốt cuộc đời. Vì vậy sẽ không công bằng nếu chúng ta đối xử tệ với người thân của mình. Chúng ta lắng nghe thêm một ý kiến nữa ạ. Mời bạn. Dạ, em xem cái tình huống thứ hai thì em thấy người vợ phân tích rất là hợp lý, và người chồng thì nói cũng rất là đúng luôn. Thì em cũng đang phân vân. Em mong là em được nhận thêm ý kiến của chuyên gia và các vị khách mời để mà em có hướng xử lý tốt nhất ạ. Nếu mà ở trong gia đình á, mình có những người thân khác hoặc là có vợ có chồng nói với nhau, một người mà biết cư xử thì sẽ nói với người bạn đời của mình về điều này. Tùy theo cái lứa tuổi của những người thân. Ví dụ như bây giờ mình cáu gắt với ba mẹ, mà ba mẹ thường ở cái lứa tuổi già là 70 rồi, đôi lúc người ta sẽ không phản kháng lại và người ta chỉ buồn thôi. Những người già là hay buồn, buồn là nhiều khi là sinh bệnh luôn. Thật ra cái đó nó gọi là bất hiếu, nó cũng hơi gần đúng á. Tại vì nếu như cái mức độ mình không kiểm soát được và mình không ý thức và mình không có ăn năn hối lỗi, giống như cái tình huống lúc nãy, thì dần già cứ nhiều chuyện xảy ra như vậy, nhiều chuyện xảy ra như vậy, có nghĩa là bất hiếu rồi chứ còn gì nữa. Thì nếu như mà Tường vô tình làm ba mẹ của Tường buồn, thì Tường thấy rằng ba mẹ Tường sẽ không nói, và sẽ ôm cái đó luôn. Rồi hai ông bà tự nói với nhau buồn con cái mà không có nói ra, nhiều khi lại là ôm cái bệnh sinh bệnh. Thì những người con này nè là phải tự ý thức kiểm điểm lại cái lỗi lầm của mình. Thì may mắn là Tường làm được cái đó. Nhiều khi mình có mệt, mình quạo cái chút xíu là mình biết liền là mình sẽ làm bộ mình cũng giống như vậy, mua bánh mua quà đưa ba mẹ đi ăn, dành thời gian đi chơi, hoặc chỉ cần ngồi nói chuyện với ba mẹ vài câu vài phút ba mẹ sẽ nguôi liền. Bởi vì người già người ta cũng dễ lắm, và ta thương con mà đó. Nhưng mà còn ngược lại, ví dụ như cái trường hợp mình là ba mẹ nè, nhưng mà bị con mình nó làm tan cái tuổi thành niên mà nó quạo quạo bực mình với mình, tại vì mình chưa đến cái tuổi già để mà mình chịu đựng. Thôi nha, thấy quá rồi đó nha, tôi đi làm về tôi mệt, dằn lại đó, dằn con lại. Thì đó cũng là mình thức tỉnh con mình. Tường mà gằn lại như vậy là con Tường nó xìu xuống liền, và một chút xíu sau nó cũng làm bộ, nó vuốt vuốt, nó nịnh nịnh mình. Về cái câu chuyện của cái chàng trai này, thật ra đây là một người đàn ông mà rất là may mắn khi nhận được sự yêu thương từ mẹ mình và cả với một người vợ biết chuyện. Thật ra đó nghe, bây giờ là Quốc Thuận đã kiềm chế được rất nhiều thứ. Sau những cái chuyện nó xảy đến với mình, những chuyện vui và những chuyện không vui, và nó đã giúp cho Quốc Thuận có được một cái nhận thức. Và cái nhận thức cuối cùng của tôi đó là cái gì? Về nhà là cái nơi tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc nhất.
Quốc Thuận cũng đã rất nhiều lần to tiếng với vợ mình khi mà mình không có kiềm chế được. Và ngược lại, vợ mình cũng vậy. Nhưng mà sau đó là cả hai có những cái cách để gọi là làm sao để tự bản thân mình nhận ra. Phải thay đổi bản thân mình để làm cho cái cuộc sống nó không phải là rap, nó không phải là hip hop, mà nó phải là bolero nhẹ nhàng, tình. Chúng ta đều nhận thấy một điều thôi, không ai muốn làm như vậy với người thân của mình cả. Vì lý do này hay lý do kia thôi, hoặc cũng có thể là do về bản tính nữa, hoặc là do môi trường giáo dục. Điều đó trở thành một cái thói quen nên là khó thay đổi. Cái truyền thông trong gia đình á, nó rất là quan trọng, nó quyết định cái hạnh phúc của từng cá nhân và cả gia đình đó luôn. Cho nên cái cách mà chúng ta ứng xử với nhau á, đặc biệt là khi chúng ta có cái điều bất như ý, lúc chúng ta bực, lúc chúng ta stress, thì chúng ta rất là dễ có những cái gọi là ngắt kết nối về cảm xúc. Giữa bố mẹ với con cái cũng thế, mà giữa vợ chồng với nhau cũng thế. Cái bài toán quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải học cái cách yêu thương. Đôi khi tưởng dễ mà rất khó. Trong trái tim của chúng ta bản năng là có yêu thương người thân, nhưng mà cái cách chúng ta yêu thương thì lại chưa có. Vậy thì chúng ta phải học cách hiểu người thân là đầu tiên này. Vì hiểu tính cách của bố mẹ, hiểu tính cách của vợ chồng, hiểu tính cách của con, sau đó chúng ta học cách thương nhau. Hiểu và thương nó luôn luôn đi song hành. Và trong cái hiểu á, nó phải đạt đến một cái mức độ là mình chấp nhận lẫn nhau nữa, chấp nhận cá tính của nhau. Và đôi khi cái kênh giao tiếp của chúng ta nó không cùng ngôn ngữ. Trong gia đình cũng có ngôn ngữ tình yêu, có 5 ngôn ngữ tình yêu cơ. Nhưng có người thì lại thích cử chỉ âu yếm, có người lại thích lời nói ngọt ngào. Vậy thì mình có hiểu và mình trao cho người ta một cái ngôn ngữ tình yêu người ta đang cần không? Bố mẹ cũng phải xem lại xem mình cách mình đối xử con cái đã ổn chưa? Tại sao con cái lại cao gắt với mình? Mình và con cũng phải nhìn lại mình. Hãy gia tăng cái hormone hạnh phúc trong nhà bằng cách là mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, mình bày tỏ với nhau nhiều hơn. Và chúng ta biết là bố mẹ chúng ta không ở đời với chúng ta, người thân yêu của chúng ta không ở đời với chúng ta. Bạn có chắc rằng ngày mai người thân yêu của bạn còn ở với bạn để bạn đối xử tử tế hay không? Bạn có chắc rằng ngày mai bạn còn sống để mà chăm sóc người yêu thương hay không? Vợ chồng á, là một cái quá trình là chúng ta kiến tạo nên gia đình. Chúng ta là vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên cho cái gia đình của chúng ta. Và chúng ta kiến tạo và biến đổi lẫn nhau. Tự nhiên là quan sát nhau này, hành xử với nhau này, hôm nay gây tổn thương này, sau xin lỗi này, sau đó là điều chỉnh. Miễn là những bài học đã qua mình không lặp lại thôi. Ví dụ hôm nay mình biết mình làm như vậy là tổn thương bố mẹ rồi, thì lần sau mình đừng lặp lại nữa. Không ai là tránh được cái lúc hỉ nộ ai ố đâu. Tôi rất là muốn nơi gia đình mình về á là cái nơi mình được sống thật nhất. Mình không còn một cái mặt nạ nào nữa, mình không còn một cái giữ kẽ gì với nhau cả. Nhưng mà mình hãy đạt tới một cái cơ hội là sống thật với nhau, nhưng mà sống trong tình yêu thương, sống trong sự tôn trọng và sống trong sự đối thoại và lắng nghe nhau. Những cái lúc tổn thương nhau nó sẽ giảm đi. Và nhìn cái ngôn ngữ không lời của người thương đó, để mình xem là lúc nào thì mình nên cư xử thế nào, lúc nào thì mình nên nói, lúc nào mình không nên nói. Cái điều này nó thử thách cái khả năng quản lý cảm xúc của bạn. Nó thử thách rất là nhiều. Cảm ơn chị Phạm Thị Thúy. Cả phim trường chỉ có để ý là mọi người im lặng. Mỗi người đều nghĩ về gia đình của mình ha. Và nghĩ rất là nhiều về gia đình của mình. Và nhìn xuống thấy có một bạn khán giả, bạn quẹt nước mắt mấy lần. Không biết là tại sao bạn khóc. Thế có thể là chạm trúng cảm xúc hoặc là câu chuyện thật của bạn. Em là Phạm Tiên. Và thật sự thì mình có một gia đình không có được hạnh phúc. Mẹ em có một số rối nhiễu tâm lý. Vì do cái thời đó là chiến tranh mà. Mà ông bà ngoại thì không có được quan tâm mẹ cho lắm. Cho nên là mẹ rối nhiễu tâm lý. Và mẹ luôn luôn sẽ đem những cái điều giận dỗi, cái điều gì đó khó chịu mẹ trút hết vào mình. Em học cái ngành giáo dục đặc biệt này cũng là do vì mẹ. Thì khi mà mình học rồi, mình hiểu về mẹ rồi á, thì mình giải thích được với người ngoài. Thì ngày xưa họ giận mẹ lắm. Họ giận mẹ và ngay cả em gái của em cũng rất là giận mẹ nữa. Và nghĩ là mẹ sao mà mẹ khó chịu, mẹ gắt khe, mẹ kỳ cục như vậy. Những cái điều đó nó không đáng để mà phải nói như vậy. Sau mình hiểu để mình giải thích được với họ thì họ không gắt khe nữa. Họ không có những cái thói quen là hở gắt gỏng với mẹ hay là quát lại mẹ mỗi khi mà mẹ giận họ nữa. Xong rồi mọi người vẫn nói là con đã phải hy sinh quá nhiều về cái gia đình này á. Mới nói là không hy sinh gì cả. Tại vì ba mẹ dành cho mình cả cuộc đời rồi. Mình làm cho họ chỉ là một chút trong cái đó thôi. Và em nghĩ là với cái suy nghĩ đó thì em có thể sống với mẹ tiếp tục được, mặc dù cái tần suất của một người rối nhiễu tâm lý mà họ có thể nói suốt ngày suốt đêm luôn, nhưng mà em có thể nhịn được và vẫn đang sống với mẹ. Nếu mà trong lòng mình cứ nghĩ mẹ là người duy nhất thì những cái điều đó nó sẽ không khó với mình đâu ạ. Vâng, chị vừa hiểu mẹ, vừa thương mẹ. Chị có hiểu và thương đấy nên chị mới có thể sống được với mẹ một cách rất là hạnh phúc bên bà, giúp bà. Cảm ơn chị. Đúng là chỉ có hiểu và thương ha. Tại vì mối quan hệ ruột thịt với cha mẹ con cái là cái sự bền vững không bao giờ có thể thay đổi được. Thật ra tất cả những mối quan hệ khác của chúng ta đều có thể vật đổi sao dời.
Nhưng mà ví dụ với bạn đời đi, bạn đã lựa chọn kết hôn với người này, chẳng lẽ hôm nay vì một việc không vui ngày mai bạn ly hôn? Cứ như vậy rồi cả đời bạn cũng chẳng tìm được ai. Nếu như bạn đang có một người ở bên cạnh để cùng chia sẻ vui buồn, cùng ăn cơm, cùng cho con học hành, cùng có những giấc ngủ ngon, thì Vân nghĩ như vậy đã đáng quý rồi. Quá vô thường đi, cho nên là cố gắng trân trọng mọi thứ. Hiểu rồi sẽ thương, mà thương rồi là sẽ thay đổi được. Đó là điều mà chúng tôi muốn nói qua câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn chị Phạm Thị Thúy, cảm ơn chị Cát Tường và anh Quốc Thuận đã cùng chia sẻ về chủ đề nó rất là gần gũi với chúng ta nhưng mà nó cực kỳ sâu nặng. Và cũng xin được cảm ơn những cảm xúc của khán giả đã dành cho chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tổng kết lại là những điều gì sẽ giúp chúng ta kiểm soát cảm xúc tốt hơn để luôn trân trọng người thân của mình thông qua những hình ảnh ngay sau đây. Nóng giận hay là bị cáu gắt hay bị stress thì ai cũng sẽ trải qua hết. Nhưng mà quan trọng là mình phải ý thức được là cái mức độ như thế nào và mình phải biết nhìn lại, nhìn nhận lại cái sự xả stress đó nó ảnh hưởng như thế nào đến cái tâm lý của cái người thân của mình và đặc biệt là ba mẹ của mình. Ví dụ có lỡ phạm cái lỗi này thì phải biết lỗi, xin lỗi người thân cũng đâu có mất mát gì đâu, và thay đổi. Lần sau mình sẽ cố gắng mình điều chỉnh cảm xúc của mình tốt hơn. Cả hai có những cái cách để gọi là làm sao để tự bản thân mình nhận ra, tự bản thân mình phải thay đổi bản thân mình để làm cho cái cuộc sống nó ngày càng bớt to tiếng mà tất cả mọi thứ nó trở nên dịu dàng. Hãy gia tăng cái hormone hạnh phúc trong nhà bằng cách là mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, mình bày tỏ với nhau nhiều hơn. Và chúng ta biết là bố mẹ chúng ta không ở đời với chúng ta, người thân yêu của chúng ta không ở đời với chúng ta. Bạn có chắc rằng ngày mai người thân yêu của bạn còn ở với bạn để bạn đối xử tử tế hay không? Bạn có chắc rằng ngày mai bạn còn sống để mà chăm sóc người yêu thương hay không? Thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin được khép lại chương trình tại đây. Hy vọng là quý vị khán giả cũng đã rút ra cho mình những suy nghĩ riêng. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 19:15 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình được thực hiện bởi Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Pink House. Xin chào và hẹn gặp lại. Những cái gia đình nhỏ trong một cái gia đình to và ngày nào cũng có những cái chuyện mâu thuẫn xảy ra, nhưng lạ một cái là họ sống với nhau ngày này qua tháng nọ và cứ buổi tối cãi lộn nhau nhưng sáng ra lại ngồi ăn sáng, uống cà phê, nói chuyện đánh cờ với nhau như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra hết. Cái tình yêu thương nếu mà đủ lớn á thì sẽ giúp được mọi người ở chung một mái nhà. Chuyện kinh tế, một cái gia đình đông người, lớn thuyền, lớn sóng, ai chịu trách nhiệm. Nên mình mới nói hai vấn đề chính là sự khác biệt tính cách và kề lợi ích cá nhân á. Nếu mà mình không dung hòa thì từ cái niềm vui ban đầu nó sẽ có những cái trở ngại.